Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Malaysia truy quét người Việt Nam cư trú và lao động bất hợp pháp. Ngày 9 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tin, 12 phụ nữ Việt bị bắt khi nhà chức trách Malaysia chống di dân bất hợp pháp. VOA dẫn nguồn từ các hãng tin quốc tế ngày 8 tháng 8 cho biết, Sở di trú bang Birek ở của Malaysia, giáp miền Nam Thái Lan đã bắt giữ 33 di dân bất hợp pháp, trong đó có 12 phụ nữ Việt Nam được cho là hành nghề chuyên viên quan hệ khách hàng. Vụ bắt giữ này được tiến hành sau khi khám xét ba cơ sở kinh doanh, gồm một trung tâm giải trí, một nhà hàng và một doanh nghiệp ở thành phố iPod trong bang Birak. Và đây là hình bản tin trên VOA. Nguồn tin quốc tế dẫn lời Giám đốc Sở Diệt Chú bang Birak, ông Mio nói rằng, hoạt động giám sát được đơn vị thực thi luật di trú thành phố iPod tiến hành vào ngày 7 tháng 8 từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 8 tháng 8. Khi nhà chức trách ập vào kiểm tra tại trung tâm giải trí, tất cả những phụ nữ Việt Nam làm nghề chuyên viên quan hệ khách hàng đều không biết nên đã không chạy trốn. Ông Mio cho hay, bốn người đàn ông Myanmar là nhân viên pha chế quầy bar tại cơ sở đó cũng đã bị bắt. Ông cho biết thêm rằng, sở di trú bang cũng tạm giữ 12 nhân viên nhà hàng và 5 thợ rửa xe ở hai địa điểm khác. Các chủ cơ sở đã nhận 7 giấy triệu tập làm nhân chứng, vị giám đốc sở diệt trú bang Birek nói. Tổng cộng có 33 người nước ngoài, gồm 12 phụ nữ Việt Nam, 7 người đàn ông Myanmar, 6 người đàn ông Ấn Độ, 4 người đàn ông Bangladesh, 2 người đàn ông cùng với một phụ nữ Sri Lanka và một người đàn ông Nepal từ 17 đến 40 tuổi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi đã vi phạm đạo luật di trú 1959 trên 63 và quy định di trú 1963. Ông Mio nói với các hãng tình quốc tế. Và đây là hình các cô gái Việt tại nhà thổ ở Kuala Lumpur, Malaysia. VOA cho biết những người này bị đưa đi tạm giữ tại trại di trú Airport để điều tra thêm và sẽ bị xử lý theo luật di trú. Vị giám đốc sở di trú bang Birek cho biết thêm, hoạt động thanh tra diễn ra vì đã có những lời phàn nàn cũng như dựa trên thông tin tình báo mà sở di trú bang Birek thu nhập được về ba cơ sở kinh doanh này liên quan đến người Việt vi phạm pháp luật ở Malaysia ngày 14 tháng 6. VOA cũng dẫn các nguồn tin quốc tế cho biết, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người chủ một cơ sở chế biến tổ yến và 43 công nhân người Việt ở lại quá hạn visa. Những người này làm việc không có giấy phép ở thị trấn Ba Hồ, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 60 km về phía đông nam. Hãng tin quốc tế cho hay, ông Hu Chang Huk, cảnh sát trưởng huyện Chambo, bang Nichigi, nói rằng Bộ phận điều tra tội phạm thuộc trụ sở cảnh sát huyện đã khám xét cửa hàng cao 2 tầng nằm trong trung tâm thương mại Bà Hồ. Và đây là hình Cục Tham mưu Cảnh sát C42 Bộ Công an họp về tình hình mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát đã tiến hành trinh sát quanh cửa hàng từ ngày 4 tháng 6 và phát hiện một người đàn ông ra vào một cách đáng ngờ. Khi diễn ra cuộc khám xét, 20 người phụ nữ và 23 người đàn ông đều là công dân Việt Nam đang rửa sạch và chế biến tổ yến. Ông Hu cho biết thêm. Chủ cửa hàng, một người Malaysia 47 tuổi, đã điều hành việc kinh doanh tổ yến khoảng một năm nay và thuê ba cửa hàng. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra thêm và xác định rằng tất cả các công nhân đều có hộ chiếu hợp lệ, nhưng không có giấy phép làm việc ở cơ sở đó. Ông Hu nói trong bài tường thuật của hãng tin quốc tế rằng cửa hàng đã được cải tạo thành nơi ăn ở và chế biến tổ yến bao gồm 18 phòng ngủ cho toàn bộ công nhân. Người chủ cơ sở kinh doanh này đã bị tạm giam 7 ngày, còn các công nhân người Việt bị tạm giam 14 ngày kể từ ngày 9 tháng 6. Cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ việc này, căn cứ vào các luật và quy định về xuất nhập cảnh của Malaysia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Malaysia truy quét người Việt Nam cư trú và lao động bất hợp pháp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Em vợ Tô Tổng từng bước chiếm lĩnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 8 tháng 8, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh loan tình, Bộ Chính trị chuẩn y, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào sáng ngày 8 tháng 8, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Báo pháp luật cho biết, trước đó tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban chấp hành Trung ương bầu và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và đây là hình bản tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh loan tin, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. Bản tin cho biết, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an được điều động đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quyết định điều động của Ban Bí thư. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ chiều ngày 27 tháng 11. Có thể thấy, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhanh chóng từng bước cho Vũ Hồng Văn xâm nhập và có khả năng sắp tới sẽ thâu tóm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Bước đầu tiên là cho ban chấp hành trung ương bầu ông Văn vào ủy ban kiểm tra trung ương. Tiếp theo là điều động ông qua cơ quan này, rồi đưa lên làm phó chủ nhiệm. Bước cuối cùng có thể sẽ xảy ra vào thời gian tới. Đó là đưa ông Văn lên làm chủ nhiệm, hất cẳng Trần Cẩm Tú về vườn. Tướng Văn từng kinh qua các chức vụ như phó chính ủy, phó tư lệnh cảnh sát cơ động, bộ công an, giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ, bộ công an. Bình luận về sự việc này ngày 8 tháng 8, nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo d đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: Thiếu tướng Vũ Hồng Văn mới vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đây là hình thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Vũ Hồng Văn là em ruột Vũ Hồng Loan, vợ đầu của Tô Lâm. Có lẽ đây là bước chuẩn bị của Tô Lâm đưa em vợ của mình lên thay Trần Cảnh Tấu. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn hiện 48 tuổi, quê quán Hưng Yên đặc biệt anh rể tạo được bằng tiến sĩ luật thì em vợ cũng kiếm được bằng cấp này nhưng cả hai đều không cho biết thời gian học khi nào ông văn không có thành tích gì đáng kể ông đến địa phương nào thì gieo lại tai tiếng ở địa phương đó nhưng ông vẫn lên chức điều đều còn có những tiêu cực ông gây ra thì đẩy cho thuộc hạ gánh khi vũ hồng văn làm giám đốc công an đồng nai giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022 ông liên tiếp bị tố cáo nhũng nhiễu bảo kê cho các hãng xe đò chạy qua tỉnh này. Trước sự bất bình của công luận năm 2020, ba trưởng phòng của công an tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức cùng lúc do những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Điều đáng nói là, dù có ba thuộc cấp bị mất ghế, nhưng ông Văn vẫn được tín nhiệm cao, và vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, ông lại được anh rể trao tặng huân chương quân công hẹn nhị. Nếu không phải là em vợ của Tô Lâm, ác hẳn Vũ Hồng Văn đã bị kỷ luật từ lâu. So với Đinh Văn Nơi, hiện 48 tuổi, quê quán Cần Thơ, người cùng tuổi và cùng cấp hàm, thì Vũ Hồng Văn chỉ để lại tai tiếng, không có những chiến tích như ông Nơi. Nhưng khi Tô Lâm chiến thắng ở Thượng Tần, thì Tô Lâm cất nhắc người cùng quê Hưng Yên và là người nhà, thay vì cất nhắc người có khả năng và thành tích như ông Nơi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin em vợ Tô Tổng từng bước chiếm lĩnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.